Rồi xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Mr. Tim. Mình là Tim. Hôm nay Tim nói về chủ đề xe máy. Và Tim gửi đến các bạn một tin cực kỳ vui luôn nha. Là chủ nhật tuần này Honda chính thức ra mắt dòng xe AB 2020. Thì thông tin này đã có đầy trên mạng rồi, nhưng mà tại sao tới thời điểm này Tim mới làm clip đưa lên? Tại vì Tim muốn thông tin này phải từ Honda gửi xuống, Tim mới chắc ăn Tim đưa lên cho các bạn. Thì Tim mới được nhận thông tin này từ hồi sáng, từ Honda gửi xuống nha. Ngoài ra thì Tim được gửi 5 vé nha, được 5 vé tham gia hội nghị và tham gia đại nhạc hội này ở hình như ở quận 2 á. Thì Tim có up lên rồi hình cái vé á nha. Bạn nào có nhu cầu muốn nhận vé đi tham gia này thì cứ liên hệ Mr. Tim. Mr. Tim sẽ tặng cho các bạn 5 vé. Riêng Tim ngày hôm đó Tim sẽ cùng với cửa hàng trưởng và trưởng bộ phận bán hàng của Honda Đông Phương sẽ lên trển live stream cho các bạn coi ha, qua YouTube live luôn ha, trực tiếp luôn cho các bạn coi trên YouTube luôn nha, là chủ nhật tuần này nha. Rồi sẽ tham gia đại nhạc hội. Và nhớ, các bạn nhớ nha, chủ nhật tuần này nhớ đón xem trên kênh Mr. Tim. Tim sẽ tham gia và sẽ review, quay cận cảnh chiếc xe đó gửi đến các bạn. Vì đại diện HEP thì sẽ được mời riêng tham gia trực tiếp và được nhìn cận cảnh sát bên chiếc xe đó nha. Nhớ theo dõi nha, đặng thấy được chiếc xe đó ha, nó đẹp như thế nào nha, và những thông tin chính xác nhất về nó nha. Rồi nhớ theo dõi thường xuyên kênh của Tim để chủ nhật tuần này cùng Tim khám phá nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở chủ nhật tuần này nha. Đã xem clip vừa rồi của Tim nha. Nếu anh em thích kênh của Tim thì đầu tiên hãy nhấn đăng ký, tiếp theo hãy nhấn chuông này thì khi có clip mới nhất anh em sẽ nhận được ngay. Ngoài ra anh em không biết tìm kênh của Tim ở đâu thì anh em hãy đánh chữ Mr. Tim vào tìm kiếm của YouTube, anh em sẽ tìm được kênh của Tim ngay. Rất mong anh em trên cả nước nói chung và anh em ở tỉnh Long An nói riêng sẽ ủng hộ kênh của Tim nhé.